Em chào tất cả quý vị anh chị em và các bạn đang theo dõi kênh của Trung Kiên Audio nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị em và các bạn cùng được thấy các bác một cái bộ dàn của hãng Victor. Con này là đời cực cao luôn em nhé. Về thiết kế thì nó cũng giống như gần giống các cái bộ Q1. Tuy nhiên thì đây là một cái dòng đời cao hơn Q1 rất là nhiều. Đấy, con này là model nó là UXQM7. Con này thì loa của nó là thiết kế là loa 3-way nhé, không phải loa 2-way như bình thường như anh em vẫn thấy ở cái dòng Q1. Thứ hai về cái đầu máy của nó thì đa gồm rất nhiều các cái tính năng, và cái tính năng đặc biệt và nổi trội nhất ở cái bộ dàn này đó là tính năng chơi đĩa, chơi USB. Đấy, tính năng chơi USB anh em nhé, chơi trực tiếp USB, chơi các định dạng MP3 phổ thông đó. Ngoài ra bộ này có bộ nhớ trong lên đến 512 MB. Tiếp nữa là bộ dàn này có chức năng bắt FM, con này FM full 108 sóng đài Việt Nam anh em nhé, và bắt rất khỏe. Anh em có thể thấy trước kia có những cái đài JVC ấy, bắt sóng rất khỏe vào trong, thì bây giờ cái hãng Victor này cũng trực thuộc của JVC. Đấy, nó thừa hưởng cái công nghệ của JVC cho nên là nó bắt và thu sóng rất là khỏe luôn. Đó, ngoài ra thì nó có thể chơi được đĩa CD, và kế nữa là nó có thể chơi tốt được điện thoại, máy tính và TV qua cái jack 3.5 nó cắm ở cái cổng audio in, line nha các bác nhá. Đấy, con này thì có các cái chế độ thay đổi đèn màn hình, anh em có thể vuốt ở trên cái nóc này, nó có cái nút cảm ứng để tí đây mới chỉ được các bác. Anh em mình chỉ cần vuốt cái này thôi là nó tự đổi cái màu màn hình theo ý thích nhá. Đấy, mình thích màu gì mình vuốt rồi nó sẽ thành cái màu đấy. Đấy, anh con này nhớ anh em mua về xong rồi làm cái đèn ngủ để phòng ngủ rất là thích hợp luôn. Đấy, thì nó vẫn sẽ không nghe mà anh không chơi nữa, nó vẫn đổi màu vậy. Đấy, rất hay luôn và rất là thú vị luôn. Đấy, em sẽ chọn cái màu cầu vồng thì cho nó đẹp tí mà chưa ra, nó có nhiều chế độ quá anh ạ, nên để màu này cũng được. Đấy, đây em đang mở cái đài FM em nhé, mở đài FM là bắt sóng full 108 đài Việt Nam. Bây giờ thì em sẽ test lên tính năng nữa là tính năng DFM. Anh em chơi em ấn nút này nhá, nó ghi chữ này FM này, trên AM này, trên line này. Một anh em chơi FM, hai anh em trên line đều ở nút này nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ test lên tính năng độc đáo của nó là tính năng mà đời rất là cao, nó là tính năng chơi USB của nó anh em nhá. Đấy, ok, trong lúc chờ USB nó loát thì em mời các bác chạy, em sẽ test cái tính năng là memory, là tính năng thẻ nhớ, bộ nhớ trong của nó. Memory là bộ nhớ trong của nó. Em sẽ test xem con này ở trong bộ nhớ trong nó có gì chưa. Rồi em thử bật xem nó có cái gì ở trong này không. Xem có nhạc sẵn chưa. Rồi, trong bộ nhớ trong đã có nhạc sẵn rồi anh em nhé. Một cái điều đặc biệt nữa là con này có chỉnh ở bát chắc anh em nhé. Có chỉnh bát chắc ở trên khiển, tí nữa sẽ hướng dẫn các bác chỉnh. Rồi, bây giờ sẽ test cái USB của nó bác nhé. Em ấn chút USB này để chơi USB. Ok, em chuyển bài nhé. Nhà nước ngoài dễ bản quyền lắm, em chuyển qua đi. Bài tiếng Anh nó dễ bản quyền lắm, cho nên không để cái bài tiếng Anh được ạ. Ôi, cái USB này toàn tiếng Anh thôi. Em không dám test tận nước ngoài vì nhiều khi đăng YouTube nó hay bị dính bản quyền. Thôi bỏ qua đi nhá. USB là chơi hoàn hảo luôn anh em nhé. Đấy. Test tiếp về tính năng nữa là tính năng chơi đĩa CD của nó nha các bác nhá. Em đã bỏ một cái đĩa CD vào đây rồi. Tất cả các nút đều có chữ hiển thị hết cho anh em có thể ấn rất là dễ sử dụng, rất dễ dàng nhé. Ok, CD của nó lại là một cái bài tiếng Nhật. Em rất sợ có cái nhạc nước ngoài bởi vì em bán YouTube, cho nên là nhạc nước ngoài nhiều khi nó dính bản quyền nhiều lắm anh em nhé. Ok nhé, em sẽ test cái tính năng cuối cùng của nó là tính năng chơi qua điện thoại, máy tính qua cái jack 3.5. Em sẽ test một cái bản nhạc trên... Em ấn vào cái nút là like này nhá, chuyển về chế độ like. Hai em này, like đấy nha các bác nhá. Rồi, lát em sẽ hướng dẫn các bác cái chỉnh bát chắc ở trên dàn.
xíu. Đây thì là hắt xì hơi nó hơi nhiều, các bác thông cảm. Bây giờ em thử các bác cái cách chỉnh WhatsApp ở trên cái điều khiển nhé. Đầu tiên dùng điều khiển học, anh em ấn cho em nút TV này nhé. Đấy. Lúc này sẽ là nút tắt nguồn và bật nguồn này. Đấy, đây là siêu tắt nguồn nhé. Đấy, sau khi tắt nguồn nó chờ trong giây lát thì các bác ấn nút bật nguồn thì nó sẽ nhận nhé. Đấy, bật lên nguồn hello là lên nguồn nhé. Cộng trừ âm lượng ở đây nhé. Đấy. Con chỉnh bass check anh em phối hợp cho em nút giữa này, kết hợp nút lên xuống này nhé. Để ví dụ em ấn một lần để ra bass này, tăng giảm hai nút lên xuống nhé. Đấy. Check cũng như vậy nhé. Vẫn tiếp là ra chép nhé, tăng giảm chép nhé. Đó. Đơn giản thôi anh em nhé, rất dễ sử dụng thôi. Một dàn này thì chất âm của nó thì nghe đều ba giải. Giải bass cũng rất là tốt, và giải chép của nó thì vô cùng tuyệt vời. Anh em có thể thấy là loa 3 way và đến tận 2 cái loa chép, nên nó kéo được cái giải âm chép của nó lên rất là cao. Anh em có thể chơi đa thể loại được. Nhạc vàng này cũng hay, và kể cả những dòng nhạc remix đánh cũng tuyệt vời luôn anh em nhé. Đấy, em sẽ thử một cái bản nhạc sống đi. Đánh rất tuyệt vời luôn, chất âm rất hay, mà nhất nhỏ gọn và xinh xắn, bày phòng ngủ quá tuyệt vời và đẹp đẳng cấp luôn anh em nhé. Đây, nó mở cái bản nhạc mà nó quảng cáo YouTube lâu quá. Đây ạ, nhạc sống này anh em nhé. Làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại. Ok anh em nhé, bây giờ em sẽ đi qua quay một lượt cái hình thức tổng thể của cả cái bộ dàn cho các bác xem nhé. Mặt trước của nó thì em đánh giá là đẹp tương đối là ok. Đấy, tương đối là ok anh em nhé, loa đẹp và đầu máy cũng tương đối là đẹp. Mặt trên của nó đây à, mặt trên đây là hai cái căng này thì em bận quá em chưa giặt được, thì mai em sẽ giặt sau cho các bác nhé. Cái căng này bao lành, các bác không bị rách các bác nhé. Đấy, còn nó hơi bẩn tí do hàng bãi thì nó mới về nó bẩn, thì mai em sẽ tiến hành giặt cái căng sau cho các bác. Còn mặt trên anh em có thể thấy đầu máy đây và loa đây. Đây loa có một vết cấn ở góc nhẹ góc bên này, em chú trên chỉ tay nhé. Đấy, rất nhẹ góc ở trên thôi. Đấy, một chút xíu. Thành loa là đẹp luôn các bác nhé, trắng đẹp luôn. Thành loa đây một chút xíu, cái này là vết bẩn đấy, tí nữa sẽ vệ sinh lại cái vết này cho nó sạch sẽ hơn cho các bác chơi. Đằng sau loa sạch đẹp luôn và vuông vắn luôn, đầu máy cũng vuông vắn luôn. Đây là vị trí anh em cắm em đoạn dây điện để bắt anten FM nhé. Đấy, thì loa anh em bắt đúng rồi em, và dây trắng và cực đỏ và dây đen và cực đen giúp em. Công suất của cái con máy này lên đến 60W, rất khỏe anh em nhé, 60W điện. Đấy, con này loa này trở kháng là 4 ohm, công suất là 40W hai loa. Đấy, tổng thể bộ này là còn tương đối là đẹp, ok anh em nhé. Đấy rồi, xin phép được báo giá với tất cả các bác và toàn thể anh em. Bộ dàn này Victor, model của nó là UX QM7, loa dàn đồng bộ với các chức năng em vừa nêu trên, chạy ok hết. Trung kiện audio ngày hôm nay bán với giá là 1.750.000. Các bác chú ý là giá em báo thì đã bao gồm tất cả đầy đủ các phụ kiện đấy, và đồng thời là bao ship với các đơn hàng chuyển khoản đủ. Còn người có các đơn hàng chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng cọc cho em 300.000. Các bác nhận hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại cộng với phí ship các bác giả với nhân viên giao hàng. Bên em chỉ bao ship với các đơn hàng chuyển khoản đủ. Thế còn giá em báo thì đã gồm đầy đủ các phụ kiện là đổi nguồn, là dây AUX để các bác chơi có cổng line-in. Đấy. Và một chiếc điều khiển nữa để anh em có thể chỉnh được bass check ở trên cái dàn này nha anh em nhé. Chỉ có điều là nếu anh em chuyển cọc thì không bao ship thôi, còn chuyển đủ thì em sẽ thêm cái khoản nữa là bao ship cho anh em luôn. Đấy, tổng giá là 1.750.000. Anh em đặt dàn thì liên hệ với số điện thoại Zalo của Trung Kiện Audio là 0975 575 262. Xin nhắc lại số Zalo là 0975
5755262. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em. Xin phép được kết thúc video test tại đây ạ.